như mọi người muốn thu hút khách hàng thì phải vào và sử dụng sản phẩm của mình để giữ chân khách hàng luôn, chứ không phải là các chị ơi, các chị ở trong livestream nhá, để em nói cho các chị nghe, em muốn giới thiệu với các chị các sản phẩm chăm sóc da khoáng tươi thiên nhiên rất an toàn lành tính cho làn da. Các chị à, mua kem chống nắng thì các chị sẽ được tặng xịt khoáng tươi ạ. Xịt khoáng sẽ cấp nước cho da, và kem chống nắng là kem được nhập khẩu chính ngạch từ Thụy Sĩ ạ. Các chị hoàn toàn yên tâm. Bây giờ nhá, em sẽ nói một vài vấn đề. Thứ nhất, em nói các chị ơi, em muốn giới thiệu với chị là không đúng. Chị nào có nhu cầu cần thì em mới giới thiệu, chứ không phải là nói với tất cả các chị. Các chị đang lướt TikTok mà. Đây là em phải nói rõ vấn đề ở đây là gì, chứ không phải là các chị ơi, các chị ở trong livestream nhá. Để em nói cho các chị nghe, nếu như mọi người muốn thu hút khách hàng thì phải vào và sử dụng sản phẩm của mình để giữ chân khách hàng luôn. Ví dụ như em sẽ nói, các chị ơi, các chị vào livestream hôm nay, em sẽ cho các chị được săn và sở hữu một cái bộ sản phẩm dưỡng da từ khoáng thiên nhiên. Và mọi người không cung cấp cùng một lúc quá nhiều sản phẩm. Mọi người phải cung cấp sản phẩm nào thì phải triệt để sản phẩm đó, đặc biệt không tung ra ưu đãi khi người ta chưa biết sản phẩm của mình là gì. Em phải nói như thế để người ta thấy thích, hiểu được sản phẩm đấy là để làm gì. Rồi sau đó em mới sang sản phẩm khác như chống nắng chẳng hạn. Ngoài kia có tỷ tỷ người đang bán những thứ giống em thì làm sao em thu hút được người ta. Chúc mọi người thành công.